Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái này nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi và nó cái tên riêng của nó là T180 các bạn. Nhưng mà mình không có hiểu sao nó dán ở đây là Maruyama. Đó. Nhưng mà các bạn nào sành điệu nhìn vô thì biết là đây là một cây T180 rồi ha. Hình dáng nó như thế. Mình đăng rất là nhiều lần cái T180 này rồi ha. À, nó đặc biệt rất là dễ nhìn các bạn, là dễ nhận diện nó là một cái cây hai bánh đà nha, bánh đà và phía sau để quạt gió, bánh đà phía trước để làm bộ lửa nha, nó có êm ăn để làm lửa. Đây, nó bộ lửa nó đặt nằm ở phía trước đây và nó có cái công tắc ở đây. Đấy, T180 thì không thể nhầm lẫn với cái máy nào khác được các bạn, nó rất là cá biệt ha. Đấy, nó bộ lửa nằm phía trước và cái chụp giật nó dính liền với cái bộ lửa này, với cái công tắc này ha. Nó là một cái T180 1,8 mã lực, rất là khỏe luôn. Nòng nó là 36 ly dòng Mitsubishi các bạn, nó là làm 36 ly nha. Mitsubishi nó không có lên 37 ly, nó chỉ có 36 ly thôi, nhưng mà dên nó dài, dên nó rất là dài, bánh chớn nó cái này hai bánh chớn luôn đó, đó rất là khỏe luôn. T180 nó mang một cái chế hòa khí hai kim nha, da bơm hai kim của hãng Zenwatt Komatsu, và nắp xăng của nó là dòng máy nắp xăng có lỗ thông hơi ha, có lỗ thông hơi zin của Mitsubishi. À, ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gặp xăng cộng với hết mà. Đây tỷ lệ nó cho là 20 phần 1 nè tương đương có khoảng 50 cc trên lít các bạn. Nhưng mà các bạn nào nếu mà thích cái máy mình hoạt động ổn định mà bền lâu, các bạn phải pha 60 cc cho tới 70 cc nhớt nha. Với tỷ lệ đó thì máy mình hoạt động rất là tốt luôn, chạy quanh năm không biết chín nòng là gì nha. Còn mình pha theo kiểu mà 30 c 40 c là không êm nha các bạn, chạy máy nó rất là hỏng mau hỏng nòng nha. Đấy, khi mình muốn ép xăng phải tăng nhớt lên nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn muốn xả xăng ra cho nó nhiều xăng thì lúc đó các bạn có thể pha ít nhớt cũng được ha. Do cái đó là cái vấn đề rất là tế nhị, anh em nào xài máy thường mới biết, thường mà có am hiểu về máy mới biết, chỉnh xăng càng ép xăng thì càng phải pha tăng nhớt lên ha. Còn các bạn nào mà xả xăng ra thì xăng nó vô nhiều, tất nhiên là nhớt nó theo nhiều. Như thế thì các bạn chỉ cần pha 40 c thôi, nhưng mà nó ngược lại nó hao xăng. Còn các bạn nào muốn ép xăng này cho thật là ít ít hao, thiệt là ít hao luôn, thì các bạn phải tăng nhớt lên nha, tăng tỷ lệ nhớt lên. Tại vì mỗi lần nạp nó vô nó rất là ít xăng và ít nhớt, cho nên tỷ lệ nhớt thấp thì nó sẽ dễ hỏng máy mình dữ lắm các bạn. Do đó nếu các bạn bình thường thì các bạn pha 50 60 ha, nếu các bạn ép xăng thì các bạn phải pha mấy chục. Đấy, nó vậy thôi. Cái đó vấn đề rất là tế nhị, anh em nào sử dụng máy quen mấy mấy kinh nghiệm mới biết thôi. Còn các anh em nào mà mới sử dụng thì người ta chỉnh sao thì để vậy thôi ha. Xài ok. Đây, Mitsubishi T180. 1,8 mã lực các bạn, rất là khỏe luôn, đánh cước rất là ngon nha. Còn dao thì vô tư luôn, dao thì vô tư ha, đánh cước rất là ngon. Đây, công tắc nó nằm ở phía trước đây rồi các bạn, công tắc ở đây nó dính liền với bộ lửa của nó luôn nè. Đây, rất là đẹp luôn.
các bạn quan sát xem ha, mã rất đẹp, cần lắp 26 nha, tùm to bộ lớn. Đây nó có cái cùi này, nó có cái chén chống dính cỏ khích cháy luôn, khích không tưởng tượng được. Cái đời này nó vậy nha các bạn, các bạn đừng đòi hỏi có cái chống dính cỏ bằng nhựa nha. Cái đời cùi này là nó vậy đây, nó khích không có tưởng tượng được ha. Đấy, và ở đây nó có cái khớp đây nữa nè, chấm cỏ này rất là hữu hiệu các bạn, chạy quanh năm cỏ không có nhét vô, nó không có làm đứng cái dao của mình ha. Cỏ nó xảm vô đầy ở trong này thì nó làm đứng cái dao của mình, còn cái này các bạn thấy không, cỏ không có thể nào mà chen vô được hết đấy. Rồi Mitsubishi T180 ha, hai bánh đà, nòng 36 ly ha. Rồi, mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng phải bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e, giật lên nó sặc một cái thì mình kéo e xuống mình giật tiếp thì nó sẽ nổ. Còn nếu nó đã nổ lần đầu rồi lần sau kéo là nổ thôi, khỏi cần phải bơm thêm ha các bạn. Giờ nó đã nổ sẵn rồi mình kéo là nó nổ thôi. Đấy. Rất là dữ nha, rồi nổ nha các bạn. Tắt nha, nổ nha, tắt nha. Tắt nha. Rất là hoàng luôn. Mitsubishi nha. Cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Mitsubishi T180 nòng 36 ly. Ở đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.